Nhà chức trách Thái Lan cho biết họ đang tiến hành điều tra, điều được cho là vụ một nhà hoạt động bất đồng chính kiến người Việt Nam mất tích trên lãnh thổ nước này. Các tổ chức quốc tế cho biết ông Trương duy nhất đã đến văn phòng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở Bangkok hôm 25 tháng 1 để xin quy chế tị nạn và kể từ đó gia đình và người thân không thể liên lạc được với ông. Hãng tin Reuters trích lời thiếu tướng Surachate Hakpan, cục trưởng cục di trú Thái Lan, nói rằng cơ quan của ông không tìm thấy dữ liệu nhập cảnh Thái Lan của ông nhất, nhưng cho biết cơ quan của ông đang điều tra liệu ông Nhất có nhập cảnh Thái Lan bất hợp pháp hay không và chuyện gì đã xảy ra với ông. Các tổ chức nhân quyền đã kêu gọi mở một cuộc điều tra sau khi có tin ông Nhất, một cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do đã mất tích. Ông từng bị Việt Nam bỏ tù trong năm 2014-2015 về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Các tổ chức này nói ông chạy sang Thái Lan sau khi hay tin ông có nguy cơ bị bắt giữ trở lại cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở Thái Lan nói với Reuters họ không thể xác nhận hoặc bình luận về những trường hợp cụ thể. Đài Á Châu Tự Do đưa tin các cộng sự của ông Nhất ở Thái Lan nói ông mất tích trong khi ông đang ở một khu trung tâm mua sắm ở ngoại ô Bangkok vào ngày 26 tháng 1. Một nguồn tin nói ông bị bắt giữ tại một quán kem trên tầng 3 của khu trung tâm mua sắm này. Cảnh sát Thái Lan nói họ không câu lưu ông ông nhất là chủ trang blog một góc nhìn khác chuyên đăng những bài viết phân tích và suy ngẫm về một loạt những vấn đề chính trị và xã hội ở việt nam